À, mình chào các bạn hôm nay à, vui long gửi tới các bạn một cái cách nhấn rất thú vị như sau ngoài cách nhân phổ biến các nhân có sổ thì hôm nay thầy giới thiệu cách nhân phổ biến một cách nhân là là như sau các bạn kiểm nghiệm như thế nào nhé chẳng hạn như ta lấy 31 nhân với à, 51 đấy. đấy thực hiện phép nhân này đấy. thì lúc này chúng ta làm như sau đó là chúng ta lấy một nhân một thì đây là 1 x 1 nhá là 1 đấy rồi tiếp tục ta lấy 3 cộng 5 đấy 3 cộng 5 là 8 ta đặt vào đây ok và tiếp tục ta lấy 3 x 5 đấy là là gì là 15 15 ta đặt vào đây đấy cái nhân như vậy vậy kết quả là bằng 1581 bây giờ thử ra máy tính cũng các bạn nhá Nói, không ai nói đâu xài cũng được này, này. đây máy tính này 31 nhân 51 đây 1581 để bạn thấy chưa Ok đấy. tại sao là như vậy được thì các bạn thì xem chỗ này đấy ở đây dùng quy luật của phân tích số các bạn nhé ở đây ta có này 31 này thì sẽ bằng 30 cộng 1 đấy rồi 51 là 50 cộng 1 Đấy. Thì ta lấy 30 nhân 50 là 15 1500 đó. Tiếp tục. 1 nhân 1 là 1, là chỗ này đấy. Rồi là 30 nhân 1, 50 nhân 1, đây là cộng với 150. Đúng không? Đấy. Và cộng với 80 này, 30 này, cộng là 80. Đấy. Cộng với 80 cộng 1 à 80. 80 đây là gì? Ta lấy 30. Đấy, 50 rồi 80. Ok. Là 80 cộng 1. Đấy. Đấy các bạn nhé. Vậy đây chính là 81 này. Đấy. 81 đặt vào đây ra 81 đây thì đây chính là 1581 thực hiện phép nhấn này là thực hiện theo kiểu là phân tích số của các bạn này phân tích số. Đây. các bạn nhớ thành như vậy đây. tương tự như vậy các bạn có thể thực hiện cái phép toán này 31 nhấn 41 Đấy. thì rất đơn giản đây là một đây là bài 342 -12. 1200 1271 Đấy, các bạn nhớ như vậy tức là phép nhấn mà có cái đuôi một sau này Đấy. thì cách nhân là như vậy các bạn nhé Hi hy vọng rằng qua những video dụ này giúp các bạn yêu thích một số học hơn à, tịnh nhập vấn đề tính nhập nhanh hơn này nhập Tính nhập nhá hoặc là các bạn có thể nhấn 21 nhấn 31 đấy thì rõ ràng đây ra à, đây 36 6 đó, 561 đấy. nhanh lắm nhấn nhanh đấy dùng tình chất đặc biệt cao số chúng ta nhấn nhanh đấy các bạn nhé hoặc là các bạn có thể lấy 71 nhân 21 đấy đây 1 đây là 9 đây là 14 1491 Đó rất nhanh đấy. hoặc là các bạn lấy 31 nhấn với 51 đấy nhấn này đây đấy, đấy 18 355 1581 như này ta đã viết hoặc là 31 x 61 đây đây là 1 1891 rất nhanh các bạn nhé. Tại cái, cái dùng cái tính nhấn sổ học thì nhấn rất nhanh đó đấy, hoặc là 21 nhấn cho 61 đấy thì đây là 1 đây là 8 đấy là 12. 1281 rất nhanh rất thú vị các bạn nhé. Những cái phép nhấn này mình tìm linh hoạt để nhấn. Thì ở đây là một cách kỹ thuật nhấn mà thầy muốn giới thiệu kèm hẹn gặp lại các bạn trong dịp gần nhất các bạn thấy cái video bổ ích thì nhớ lái like, share sắt đăng ký kênh để cập nhật cả tiếp theo nhé trên kênh có rất nhiều bài toán về nhấn số có là toán vui mát phán đó rồi mặt a silly đấy để làm sao họ matrix 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 cks đấy. Đây là thủ thuật toàn học này còn đây là toàn vui này đây là toàn chế này Để làm cho các bạn ngày càng đam mê học toán và học toán hiệu quả mục đích của kênh của thầy là làm cho bạn học toán hiệu quả đấy lớn mét này bạn nhé chào các bạn